chờ đợi các cầu thủ Việt Nam tiến ra sân và chiến đấu. Đây là đường xuất phát của đội tuyển U22 Indonesia. Họ có thủ thành số 10 Bagas Adi, số 6 Evan Dimas, số 7 Zufiani, số 8 Mitan Suleiman, số 11 Fiedza Adika, số 14 Asnawi Baha, số 15 Sadin Lamdani, số 16 Sani Fauzi và số 20 Osvaldo Hay. Một trong hai cầu thủ đang cùng với Hà Đức Chim dẫn đầu tứ kết địa bàn tại SEA Games năm nay với 8 pha lập công. Trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay là trọng tài các tiểu vương quốc, trọng tài Ả Rập Xê Út, ông Assam Tani. Ngày hôm nay, ngoài ra thì tiền đạo Muhammad Fadli cũng không góp mặt ngay từ đầu, được thay bằng cầu thủ áo số 16 Sani. Hai huấn luyện viên đã gặp nhau, đây là lần thứ 3 rồi, và hai lần trước thì ông Park Hang-seo đều là người chiến thắng. Chúng ta đang chờ. Tấn Tài xuất phát ở bên phía cánh trái. Như vậy là ba trung vệ sẽ vẫn là Thành Trung, Tấn Sinh và Văn Hậu. Nhớ như in cú đánh đầu của Thành Trung và đánh đầu của Đức Trinh, bàn thắng vào lưới Indonesia, bàn thắng vào lưới của trong tình huống này cú đá phạt góc của Hùng Dũng. Tiến Linh là người không chơi bóng cuối cùng. Của trận hiệp 1 và chúng ta hiệp 2 chúng ta sẽ tổ chức văn minh lịch sự hơn nữa để không
phù lòng của các lãnh đạo thành phố đã tạo điều kiện cho chúng ta có một sân chơi bổ ích này. Và bây giờ tôi xin tuyên bố là mới ngày hôm qua tôi có gọi điện cho huấn luyện viên Park Hang-seo là nếu ông Park Hang-seo mà vô địch, ông ấy xuống trường quay S3 của Đài Truyền hình Đài Truyền Hải Phòng, và tôi có một phần thưởng của cá nhân tôi tặng ông Park Hang-seo là số tiền là 500 triệu đồng để tri ân và cảm ơn ông Park Hang-seo. Và cũng rất là mong hôm đó là rất là nhiều anh em của Hải Phòng đến dự. 1, 2, 3 Việt Nam Park Hang-seo chứ. 1, 2, 3 Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam vô địch, 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 Việt Nam vô địch. Let's go!
That's right. Sân cỏ hãy trở về những vị trí của mình để chúng ta có thể ổn định được vị trí và tiếp tục theo dõi trận đấu. Xin vui lòng cảm ơn. Vâng, và một lần nữa ban tổ chức xin mời tất cả những mọi người đang ở trên sân cỏ, chúng ta có thể trở lại vị trí của mình và bước ra ngoài sân cỏ là ra đường đi ạ. Số 1 dấu ấn của những cầu thủ có khả năng đá phạt
hết sức quan trọng. Siêu phi đã từng tạo ra chúng ta một nỗi buồn trong trận bán kết ở